6 câu chuyện cuộc sống ý nghĩa có thật, nghe xong cảm thấy nhẹ lòng. Câu chuyện thứ nhất, mẹ đẹp. Mẹ chị đẹp lắm, nổi tiếng trong vùng. Lớn lên, chị thấy nhiều người hàng xóm sang nhà chị chơi, ngắm mẹ. Nhiều trai làng đêm đêm đứng ngoài ngõ hút sáo, chỉ để nhìn thấy mẹ. Mẹ chị cười, mặc kệ họ, mẹ ôm chặt chị vào lòng, âu yếm. Cha về phép, mẹ mang thai em cu thứ hai, rồi cha lại vào quân ngũ. Mẹ ở nhà tần tảo nuôi con, nhưng mẹ không vừa mắt bà, vừa mắt hai cô. Khi nào mẹ cũng nghe bà hát, con không cha như nhà không nóc. Cha của mẹ mất sớm mà. Mẹ chỉ buồn, cả đời mẹ không dám nói nặng với ai, vì mẹ là con nhà nghèo, mà nhà bố nghe nói giàu có một thời. Nghe bà nói hai cô xỉ xối, mẹ chỉ ôm chặt hai chị em vào lòng và khóc. Bố về, những tưởng từ nay mẹ có chỗ dựa, nhưng không, chỉ thấy mẹ khóc nhiều hơn. Bà nội nói mẹ ở nhà có nhiều người theo đuổi, bố uống rượu say vác điếu cày đánh mẹ, nhịn nhục nhiều. Cho đến một hôm bố ghen tuông đạp mẹ một cái vỡ lá lách, cũng may mà cấp cứu kịp thời. Hồng nhan bạc phận con ơi. Bà ngoại thì chết ngất, cậu vác dao đi tìm bố. Từ đó ba mẹ con chị về hẳn nhà ngoại. Đi học, bọn trẻ lêu lêu, ê, chị em mày không có bố, không có bố. Em trai chị lấy đá ném theo, chị khóc. Mẹ lại ôm hai đứa, vỗ vỗ vào vai, nín nín, ngoan ngoãn nào, dũng cảm lên con. Còn cậu thì hùng hổ đi kiếm lũ trẻ dọa đánh. Bà mắt đỏ hoe. Chị lớn lên trong hương đồng gió nội, chị cũng xinh đẹp như mẹ, da trắng, môi hồng, thắt đái lưng ông, khỏe mạnh, nhưng nhà quê, không môn đăng hộ đối, khó lấy chồng. Chị đi làm thủy lợi, đắp hồ kẻ gỗ. Chị gặp anh thương, anh ngỏ lời, chị mừng lắm, nhận lời. Đám cưới bình dị thôn quê, chị theo anh về, nhà anh có ba em trai nữa. Mẹ mất, chị ở chung cùng bố chồng và các em, chị sinh con. Mẹ chị sang thăm, từ khi mẹ sang, bữa cơm nhà chị ngon hơn, đúng bữa hơn, dù chỉ là cơm rau canh tép. Mẹ chăm chị, chăm cháu, bố chồng chị cũng thường đi làm về và hỗ trợ mẹ chị, khi thì chẻ củi giúp bà thông gia, khi thì nhặt rau, giã gạo. Mẹ chị cũng vui vẻ chuyện trò, nhiều bữa ông thông gia đi làm về muộn, mẹ có ý chờ. Chị nghĩ, ừ, giờ mới ngắm mẹ. Mẹ mình đang trẻ đẹp, mới có 43 tuổi, tội nghiệp mẹ. Chị lại ứa nước mắt, một thân hình thon thả, một đôi mắt đen huyền khi nào cũng ngân ngấn nước. Đến bữa, ông thông gia cũng thường gấp cho mẹ. Bà ăn đi ạ, à, ăn đi cho có sức mà chăm cháu. Chị lại nghĩ xa xôi, giá như mẹ có một người đàn ông chăm mẹ, làm chỗ dựa cho mẹ, thì chị an lòng biết bao. Rồi chị nghĩ vẩn vơ, rồi chị lại tự mắng mình, ai đời lại thế. Chị lắc mạnh cái đầu. Bố chồng càng ngày càng quan tâm mẹ nhiều hơn, phơi tả cho cháu, gánh nước, nhặt rau. Mẹ thì ngượng ngùng, e thẹn, y như gái 18. Mỗi lần ông quan tâm, mẹ phải tránh mặt đi, má ưng ửng đỏ. Rồi chị thấy mẹ và bố chồng hay nói chuyện bên bờ chuối dưới trăng khuya. Anh à, chị nói với chồng, có tình cảm lắm, hay là ta tắt thành cho hai cụ? Em nói gì lạ vậy, cho chồm sớm người ta nghe được, người ta cười vào mũi à? Em điên à? Chị lại tủi thân, lại khóc. Chị bàn với bố chồng, bố à, con muốn nói chuyện với bố. Chuyện gì con? Bố à, bố có thương mẹ con thật lòng không ạ? À? Chúng con sẽ tắt thành cho bố. Bố chồng chị cười vui sung sướng, được thế thì còn gì bằng. Bố cảm ơn các con. Chị bàn với ba chú, chị bàn với em trai, ai cũng dậy nảy lên. Nhưng chị nói, thiên hạ họ cười ba tháng,
chứ không ai cười 3 năm. Các em hãy nghe chị, ủng hộ bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ vui vẻ hạnh phúc, tự chăm sóc nhau thì gia đình ta càng vui vẻ, đoàn kết, mà sau này chúng ta cũng đỡ phải chăm sóc bố mẹ. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Chị bàn với mẹ, mẹ chị cúi mặt ngượng ngùng mà rằng: cha bố nhà cô còn định gả chồng cho mẹ nữa đấy. Ngày đầy tháng, anh chị làm thịt 3 con gà, làm vài mâm cỗ, mời anh em nội ngoại. Chồng chị nâng ly, cảm ơn mọi người. Hôm nay làm lễ đầy tháng cho cô bé và cũng là ngày chính thức công bố ông nội và bà ngoại nên duyên chồng vợ. Mong ông bà phù hộ, mong mọi người ủng hộ. Chúc mừng bố mẹ vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ chị lại cười, cúi mặt xuống và long lanh nước mắt. Vợ chồng chị dựng thêm cho bố mẹ một cái trái nhà hướng đông, còn vợ chồng chị ở trái nhà hướng tây. 9 tháng 10 ngày sau, mẹ chị sinh một em trai, đặt tên là em Chung. Từ nay, em là em Chung của cả nhà. Em có rất nhiều anh chị. Mẹ ở nhà cơm nước, chăm con chăm cái, mẹ vui hơn. Nhưng cũng không dám thể hiện, vì mẹ là con mồ côi. Một chiếc lá mẹ cũng không dám làm đau, huống gì là thể hiện cái gọi là hạnh phúc của mẹ. Bố chồng chị chăm mẹ chu đáo, đi làm về, quả đu đủ, quả chanh, quả táo trong vườn, khi nào cũng dành cho bà nó. Mẹ vui, chị vui gấp bội. Năm em Chung 14 tuổi, anh chị mới có tiền mua đất, làm riêng cho bố mẹ một căn nhà ngói 3 gian. Anh nói, làm riêng nhà cho bố mẹ thoải mái, nhà ấy, đất ấy sau này cho em Chung lấy vợ. Năm em Chung 20 tuổi, sau lần bị cảm, không kiêng khem được, mẹ chị ra đi. Bố cúi mặt xuống bên mẹ, hôn mẹ lần cuối, nức nở như trẻ con. Bố nắm chặt tay mẹ, thì thầm, cảm ơn bà đã mang lại hơi ấm, tình yêu, tình thương cho tôi, cho cả cái gia đình lớn nhà mình. Vậy mà, bà nỡ bỏ tôi, bỏ các con, bà đi sớm vậy. Tôi cảm ơn bà. Bố tôi khóc, nhạt nhòa nước mắt. Câu chuyện thứ hai, kiếp người nghèo khổ. Đang phóng xe trên đường ra cơ quan thì một tiếng gọi chấp chới vang lên. Chị ơi, cho em đi nhờ với, nặng quá. Cô dừng xe, sau khi liếc qua gương, thấy bóng dáng nhỏ bé, gầy gò và già nua của chị Ốc, người cùng làng. Ngã xe để chị trèo lên, sau khi chị đặt bó cây chó đẻ to tướng lên yên xe. Cô nhắc chị ngồi cắt cắn và rồ ga lướt đi. Chị Ốc năm nay đã ngót 60 tuổi, chị mồ côi cha mẹ và có thân hình như một đứa trẻ 10 tuổi suốt mấy chục năm qua. Tính tình chị không được khôn nhanh như mọi người, nhưng lại có khuôn mặt rất đẹp, sống mũi cao, cặp mắt sâu đen lái, ẩn dưới cặp lông mi dài và cong phúc, khóe miệng lúc nào cũng như cười. Gặp ai, chị cũng kêu là chị, cho dù người đó nhiều hay ít tuổi hơn chị. Chị sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối làng được hội phụ nữ xã, huyện xây cho trên nền đất của một người làng tốt bụng cắt cho. Hàng ngày, chị đi nhặt cỏ, nhổ lạc, bẻ ngô thuê cho mọi người để kiếm sống. Chị thường nhặt cây chó đẻ và ôm ra chợ bán. Nhìn một người phụ nữ còi cọc lùng tịch, ôm bó cây, ai cũng thương và thường cho chị đi nhờ ra chợ. Cô cũng nhiều lần chở giúp chị, và câu chuyện cuộc đời người phụ nữ thiệt thòi, cực khổ và đầy đắng cay được cô chấp nối sau những câu chuyện kể dọc đường ấy. Người làng này không ai biết chị từ đâu lạc tới, bố mẹ là ai. Chỉ biết năm đó có một cô bé còi dí lùng lùng lạc đến làng. Cô bé cũng chẳng biết mình mấy tuổi. Ai hỏi cô bé chỉ cười và bảo, chắc không biết. Thấy cô nhỏ thó nên mọi người gọi cô là Ốc, và cái tên Ốc gắn liền từ đó. Người làng thương tình cho cô ở lại và giúp đỡ cô bé Ốc miếng ăn, ngậm nước, cho cô bé ngủ nhờ, và cô bé Ốc trả công bằng những việc đồng áng vừa với sức vóc của mình. Thời gian cứ trôi, ngôi làng có con sông đào chảy qua. Hàng ngày, những chiếc xà lan chở đầy củi, than
và hàng hóa từ sông Hồng chảy xuống, sông Ninh Cơ chạy về. Trên xà lan có những gã trai đen nhẽm, vai u thịt bắp, canh hàng bốc hàng theo xà lan chạy trên sông. Những gã trai kẻ chưa vợ, kẻ xa vợ lâu ngày, thi thoảng thả neo bơi thuyền ghé vào làng, mua đồ ăn để mang lên thuyền. Chúng nhìn thấy cô bé Ốc thấp bé, nay đã là cô gái xinh xắn như búp bê, đang ngồi nhổ cỏ một mình trên bãi lạc ven sông. Chúng bế bổng cô Ốc lên thuyền và thi nhau thỏa mãn cơn khát thèm đàn bà. Năm thằng đàn ông như trong mộng quần cô Ốc cả đêm rồi quăng cô lên bãi lạc cùng một ít đồ ăn. Thân cô thấy cô lại không khôn lanh như mọi người, cô chẳng biết kêu ai, chỉ biết khóc trong đau đớn. Và rồi cô có thai, cái thai lớn dần, người làng eo xèo mãi cũng chán. Rồi cũng đến ngày cô sinh con. Với chiều cao hạn chế và sức vóc của một người ăn uống kham khổ thiếu thốn đủ đường như cô Ốc, ai cũng lắc đầu, khéo chết cả mẹ lẫn con. Ấy vậy mà, trời không lấy của cô bé Ốc ấy tất cả. Cô sinh thường, một bé trai, bé mà cứng cáp. Cô Ốc vui lắm, thầm nghĩ sẽ ráng chăm sóc nuôi dưỡng cậu con để sau này nương tựa lúc về già. Dân làng thương lại bảo nhau gom góp tả lót, quần áo, gạo khoai cho hai mẹ con. Cậu bé dần lớn lên và lẩm chẩm theo mẹ ra bãi nhặt cỏ thuê. Một chiều chạng vạng, một cái xà lan dừng giữa sông. Con thuyền nhỏ trên có hai gã trai lực lưỡng áp vào bờ. Một gã bế đứa trẻ, một gã ẵm cô xuống thuyền. Chuyện cũ lặp lại. Sau khi thỏa mãn thú tính, lũ đàn ông ấy lại quăng cô lên bờ cùng một số tiền đủ cho cô sống nửa năm. Và chúng đưa đứa bé con cô đi. Cô Ốc chỉ biết đứng gào khóc thảm thiết. Dòng sông vẫn cuồn cuộn chảy, vòng xoáy nước cuồn cuộn xoáy theo chuyển động của đoàn xà lan. Tiếng sình sịch ầm ào át đi tiếng gào khóc của người mẹ mất con. Hằng ngày cô Ốc vẫn ra bãi nhặt cỏ, hóng mắt ra sông để ngóng con. Chiếc xà lan khác lại dừng giữa sông. Hình như chuyện cô bé Ốc lùng hầu được lũ đực rượu dăm dê ấy cả đêm đã truyền tai nhau khắp các xà lan hay sao, mà từ sau đó thi thoảng cô Ốc lại bị bắt lên thuyền làm thú tiêu khiển cho lũ khốn ấy. Và lần thứ hai cô Ốc mang thai, người làng lại thương xót cô, cùng gom góp giúp cô Ốc sinh nở và nuôi con. Lần này cũng là một bé trai. Khi bé được 5 tháng, một đêm sau giấc ngủ mệt mỏi, cô Ốc tỉnh giấc không thấy con đâu. Cô nháo nhào chạy đi tìm trong vô vọng. Người ta bảo có người nghe tiếng xà lan dừng rất lâu và sau đó chạy đi ngoài sông. Đang nuôi con nên cô nảy nở, mấy lão già mất nước trong làng rủ nhau. Mí ngon sao để kẻ khác ăn mãi, ta cũng phải nếm tí chứ. Và lần thứ ba cô Ốc mang thai. Và lần này thì chính mấy bà trong làng quấn tả mấy đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ ấy đi đâu mất. Các bà sợ đó là con của chồng mình. Ngôi nhà tranh vách đất, cửa chỉ là tấm điếp trắng hờ nơi cuối làng, là nơi nhiều gã dâm dê tìm đến. Mấy mụ già nhiều chuyện thường khào khá với nhau về cô Ốc. Có mấy mụ còn tai quái gọi Ốc vào bếp rồi lột quần kiểm tra và cười phe phé với nhau. Ôi cha mẹ ơi, con Ốc người bé mà dé thì to. Tiếng lạnh đồn xa, tiếng dữ đồn xa, nhất là ở những vùng quê có nhiều người rảnh rỗi, Ốc trở thành câu chuyện mua vui của rất nhiều nhóm. Nhiều gã trai từ các làng khác tìm đến. Sau 3 lần mất con, cô Ốc trở nên chai lì hơn và hình như nhu cầu chuyện ấy cũng mạnh hơn. Ốc tiếp tất cả các gã đàn ông hư hỏng, từ trai lơ cho đến già lụ khụ mà bà vợ già không hầu nổi. Ốc cân cả thế giới bằng cái thân hình lùng lũng nhỏ nhỏ của mình. Ban ngày, cô Ốc ra bãi nhổ cỏ, lăng lẳm kiếm cây cỏ cho người làng nhờ tìm. Cô vẫn ngóng mỗi lần có tiếng xà lan phạch phạch, y y chạy trên sông. Và cũng không ít lần, cô Ốc tự nguyện theo thuyền lên xà lan hầu hạ mấy gã. Ốc cố gắng dò hỏi về những đứa con của mình, nhưng các gã đều chối. Ông ấy bế con đi rồi nghỉ rồi, chúng tôi không biết ông ấy ở đâu.
ốc lại có thai. Lần thứ tư, rồi thứ năm, cô ốc sinh con. Mà lạ, năm lần sinh duy nhất của một bé gái, còn lại toàn bé trai. Hai lần sinh sau, cô còn không kịp nhìn thấy mặt đứa trẻ. Người ta thường lau chùi đứa bé và ẵm đi khi vừa cắt rốn xong. Người ta bỏ lại cho cô ốc một số tiền nho nhỏ, đủ cho cô ốc sinh sống vài tháng phục hồi sức khỏe. Lần sinh cuối cùng, một chị trong làng thương tình đưa ốc đi triệt sản. Thời gian dần trôi, cô ốc dần già đi, cơ thể bé nhỏ tớp teo dần. Và rồi xã hội phát triển, các nhà nghỉ, gái gọi sẵn hơn, không ai quấy rầy cô ốc nữa. Cô vẫn lủi thủi đi về trong căn nhà vắng vẻ cuối làng, vẫn hàng ngày lủi thủi ra bãi tìm cây nhổ cỏ kiếm sống, và vẫn ngóng ngóng đợi. Cô ốc hy vọng có một ngày nào đó, một trong năm đứa con tìm về thăm cô. Những đêm cô quạnh trong căn nhà này đã được xây gạch, mái ngói, chị ốc thẫn thờ ngồi khóc. Chị khóc cho thân phận hãm hiu, từ cái cơ thể thiệt thòi không giống mọi người. Khóc nhớ những đứa con chưa một lần bú mẹ. Chị khóc cho kiếp người mà sống không bằng con vật của mình. Đau đớn thay. Chị mơ một ngày nào đó, một gã trai gõ cửa nhà chị và gọi: "Mẹ ơi, con về thăm mẹ rồi đây." Câu chuyện thứ ba, sức mạnh của tiền mặt khi về già. Trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta thường quên hoặc lờ đi khi quỹ thời gian còn lại ngắn dần. Cũng chính vì vậy mà ta luôn có những kế hoạch và mơ ước để thực hiện, dù rằng có khi nó dang dở và chẳng đến đâu. Nhiều lúc cố thoát ra mà không được vì đã lún sâu quá rồi. Cuộc đời con người như một bài văn mà hay dở ở cách viết, bố cục cân đối của nó, chứ chưa hẳn dài mà đã hay. Có khi dài mà lan man không kết cho tròn nghĩa đã hết giờ. Đến lúc nộp bài thì điểm thấp là cái chắc. Bài văn gãy gọn, vừa phải, nếu không phong phú về ý tứ, nhưng cách mở ra, giải quyết và kết thúc hợp lý, thì có thể vui vẻ nộp bài mà không hối tiếc. Một vấn đề lớn nhưng rất nhiều người mắc phải, đó là cách xử lý các vấn đề về sự nghiệp, gia đình, cuộc sống khi tuổi về già. Về già, chúng ta không để ý, cứ nghĩ mình bất tử với thời gian, vẫn hùng hục la vào những kế hoạch dài hơi, mà có khi chắc chắn con cháu cũng không tiếp nối, kế thừa mà bỏ dở chừng khi ta ra đi. Có những ông già mua đất đai, bất động sản như thú vui đam mê bất tận, cứ gom tiền là kiếm một căn nhà hay miếng đất, bán lại lời một khúc rồi lại mua miếng lớn hơn hay nhiều miếng khác, và lúc nào họ cũng thiếu tiền. Tất nhiên không mua được những thứ cần thiết cho bản thân. Nói vậy, khi mất đi, con cháu tranh giành nhau, có khi mất hết tình nghĩa ruột rà. Hồi ở xóm cũ tôi ở, có một ông già ngoài 60 tuổi, ông có mấy căn nhà cho thuê trong hẻm. Cứ vào những ngày cuối tháng, ông vào thu tiền cho thuê nhà. Ông vui vẻ kể chuyện chúng tôi nghe. Ông còn nhiều căn cho thuê và mấy mẫu đất ở khu ngoại ô. Người ta trả cả 100 tỷ rồi mà chưa bán. Nhìn dáng ông khổ sở, đi đứng không được khỏe lắm, với lối sống chắc là tối giản. Ông kêu một tô, loại tô rẻ nhất của anh bán hủ tiếu trong hẻm. Anh này cũng thuê nhà của ông, ăn ngon lành, sạch trơn, còn ra vẻ thòm thèm. Đôi khi ông gợi ý cho anh chủ quán đãi cho một tô mới thương chứ. Bẵng đi thời gian không thấy ông đến nữa, mà anh con trai vào thu tiền nhà thay cha mình. Hỏi ra thì ông bị tai biến liệt nửa người rồi. Nghĩ đến ông thấy cũng thương thật, ai cũng chép miệng, gian dở cả. Tôi về quê hoặc đến nhà những người quen chơi, hay thích nói chuyện và nghe tâm sự của những người già như cha mẹ mình. Được khơi dậy nỗi niềm, họ hay kể thật hết chuyện gia đình con cái như thế nào. Khi biếu họ một ít tiền ăn quà là thấy họ rất vui và có thể nói rất thích tiền. Dường như lâu lắm họ chưa được sở hữu chúng. Tính tôi hay tò mò và khích kiểu: "Đất đai, nhà cửa có mấy căn, sao bác không bán bớt một ít để xài tuổi già?" Hầu hết họ làm thinh và lãng sang chuyện khác. Có khi nhìn vào đôi mắt họ buồn rười rượi,
Mấy anh con trong nhà nghe tôi nói vậy thường không vui và hay kéo tôi ra khỏi câu chuyện, như kiểu không phải chuyện của anh tọc mạch làm gì. Người già không khổ gì bằng không có tiền mặt trong tay. Dù nhiều người gia sản rất lớn, họ không nghĩ đến bản thân mình một phần. Một phần bất lực khi chuyển nó sang tiền mặt vì nhiều lý do. Bán thì tiếc, không biết bán bằng cách nào, nhất là tinh thần lúc đó không minh mẫn, con cái không ủng hộ vì chúng nghĩ trước sau gì cũng là của chúng. Khi không có tiền mặt, thật khó để thỏa mãn nhu cầu của mình, cứ phải chờ con cái cho gì thì hưởng đó. Con cái thì một số vô tâm, một số tiếc tiền, mấy ai bỏ tiền mặt ra cho cha mẹ già thỏa mãn. Giỏi lắm là lo thuốc thang, ăn uống đầy đủ, khi cha mẹ ốm đau bệnh tật là có hiếu lắm rồi. Những gia đình nghèo không nói làm gì, nhiều gia đình rất khá giả mà cha mẹ vẫn thiếu thốn tiền mặt để họ có cái uy và thỏa mãn nhu cầu riêng của họ. Được bỏ tiền ra cho ai, mua gì, đi du lịch ở đâu là mong ước của hầu hết những người già. Nhất định nên nhớ, về già, cố gắng lúc nào cũng có một số tiền của mình ở ngân hàng, gối đầu giường để sử dụng bất cứ lúc nào, chứ đừng trông chờ vào con cháu của mình, dù rằng tài sản nhà cửa là của mình, sau này để lại cho chúng. Hứa cho thằng cháu miếng đất để nó chăm sóc mình thì chẳng khác gì hứa cho thằng bờm bè gỗ lim. Hãy cho cục xôi là thực tế. Móc xỉa đưa tiền nhờ chúng và cho chúng một ít, chúng phục vụ ngay. Tèo, tí ơi, mua chồng tô bún bò, cho con một tô, tiền thừa cho con luôn đó. Tí tèo sẽ dành nhau phục vụ ngay. Muốn ăn gì, mua gì, cứ gọi là có mặt không hề chậm trễ. Đó là thực tế sinh động của cuộc sống, dù đôi khi nó hơi thô thiển vì quá sòng phẳng. Sẽ là đại họa nếu chia hết tài sản của mình cho con cháu rồi chờ chúng hiếu thảo lại với mình, khác chi thả cá ra biển rồi mong bắt lại. Làm con cái cũng vậy, khi của cải cha mẹ để lại cho mình thì mình không thể vô tình để tìm hiểu nhu cầu sử dụng tiền mặt của cha mẹ mình được. Mình không thể đưa lương bổng hàng tháng của mình cho cha mẹ thì nên giải quyết giúp chuyển một phần tài sản của cha mẹ mình thành tiền mặt để họ tự do xài tuổi già khi còn có thể. Đó cũng là cách làm của những người con có hiếu và trách nhiệm đối với đấng sinh thành. Khi họ chết đi không cần mâm cao cổ đầy, khách khứa đông làm gì, vì nó chỉ phục vụ cho tính ích kỷ và lòe đời của mình mà thôi. Câu chuyện thứ tư, góc khuất đời tu sĩ. Ngài hăm hở vào dòng tu, hẳn các thầy không nghĩ tới cảnh hấp tấp chở bà bầu đi đẻ, toát mồ hôi, môi băng vệ sinh kẹt dưới bồn cầu, hay bò xuống sàn lao phân của con lỡ rơi ra nền trung tâm thương mại sáng loáng. Camilo là dòng tu có tôn chỉ, chăm sóc bệnh nhân nghèo khổ, với tình yêu của một bà mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình trong lúc đau ốm. Chính vì vậy, có lẽ bất kỳ một thanh niên nào khi bước chân vào cánh cửa nhà dòng này đã có ý nguyện phục vụ người nghèo và người bệnh. Nhưng thực tế, đôi khi có hình hài khác lạ lắm so với bức tranh lý tưởng. Dấn thân phục vụ mái ấm mai tâm, ngôi nhà của những đứa trẻ và bà mẹ HIV không nơi nương tựa. Thầy Thắng, lúc đó chỉ mới ngoài 30 tuổi, một thanh niên trẻ tràn đầy sức sống và lý tưởng. Lúc đó, mái ấm mai tâm còn chưa thành hình, chỉ là một nhóm trẻ HIV và các bà bầu HIV được cưu mang trong ngôi nhà thuê chật chội tại một căn hẻm nhỏ trên đường Phan Xích Long, Sài Gòn. Các bà mẹ đa phần là dân quê, họ là những người bị xã hội ruồng bỏ ở khắp nơi phiêu bạt tụ về, tìm một chốn sinh con. Trời mưa, cống nhà vệ sinh nghẹt, đùng nước lên hôi thối khắp nhà, móc cống là chuyện của cánh đàn ông. Sau nhiều giờ vật lộn giữa đống nước bẩn ấy, thầy Thắng mua lên thủ phạm là một cái băng vệ sinh, không phải chuyện hiếm ở ngôi nhà này. Lý tưởng phục vụ bệnh nhân đôi khi có hình hài khó tưởng tượng như thế. Hay cảnh các ông thầy, ông cha nhẵn mặt ở các bệnh viện phụ sản bị các cô bác sĩ y tá chọc cho đỏ mặt. Ủa thầy, mới mấy ngày trước thấy thầy chở bà kia đi đẻ, hôm nay chở bà khác rồi, sao thầy nhiều vợ vậy?
có sản phụ với con HIV trong mình đã ra vào Hùng Vương vài lần. Khi được hỏi tên cha đứa trẻ để ghi vào hồ sơ, chị tính queo. Phương Đình Toại, cha giám đốc mái ấm Mai Tâm. Báo hại, ông cha trẻ không biết trả lời ra sao khi bị cô y tá quen gọi điện thoại chọc. Cha, vô bệnh viện chở con về kìa, vợ đẻ. Mà trong rất nhiều trường hợp, ông cha tức tả chạy vô bệnh viện bế con về thật sau khi bà mẹ trốn mất, để lại đứa con với virus HIV trong mình. Chị sản phụ kia đã không nói sai. Cha Toại đã đứng tên cha trong khai sinh cho hàng chục đứa trẻ vì cha đẻ mẹ đẻ vẫn cứ biệt tâm. Thực tế, đời tu Camilo đôi khi nghĩ không ra. Có lần, mái ấm tiếp nhận một em S đã yếu lắm rồi, chỉ còn da bọc xương. Cha biết không còn bao nhiêu thời gian nữa nên chiều em nhiều hơn mấy chục đứa con khác một chút. Em bảo muốn đi siêu thị. Cha ẵm em đi ngay, tranh thủ đưa thêm nhiều đứa con khác đi theo để được thêm một lần lạc vào thế giới thần tiên thơm tho lộng lẫy nhất thời đó. Diamond Plaza, S giai đoạn cuối, đủ biến chứng kèm theo, đi không nổi, đã có đôi tay vững chãi của cha. Em tiêu chảy, cái tả mỏng không đỡ hết, ra sàn trung tâm thương mại sáng loáng, cha quỳ xuống sàn lau, không hết, tức tả chạy đi mua giấy, mua khăn, lau con và lau sàn. Rồi lết thết, bế con về giữa bao nhiêu ánh mắt đang chọc chọc xoáy vào cha. Lúc đó là một thanh niên mới 30 mấy tuổi, điển trai, vừa chịu chức linh mục xong. Đời tu Camilo không ít lúc phải đắp mặt dày mài dạn như thế vì đàn con thân yêu. Lần khác, về, đứa con đã vài lần bỏ nhà ra ngoài phiêu bạc, khi đến cuối đời chỉ còn một ước nguyện cháy bỏng là trở về nhà. Chị Phương, một nhân viên gắn bó lâu năm với Mai Tâm nhớ lại. Lúc đó không ít người cản vì về bị lao phổi và nhiều bệnh cơ hội khác, sợ không an toàn cho các em nhỏ ở Mai Tâm. Nhưng cha đã đón em về chăm sóc những ngày cuối đời với tình yêu, nỗi thấp thỏm, âu lo, đau đớn của một người cha. Chị Phương kể, về nằm ở khu nhà nữ, nơi đương nhiên chỉ dành cho nữ và ban đêm. Nhưng những ngày cuối đời của em, cha Toại mang mền lên trải nằm ở phòng học bên cạnh. Mỗi đêm tức tả chạy qua chạy lại khi nghe tiếng em ho, em mệt. Ở bên về và chăm sóc cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng. Đời tu Camilo cho cha ân sủng làm cha như thế. Câu chuyện tiếp theo, gió qua ép vài. Từng đợt gió thông thấp thổi qua đỉnh ép vài xuống bảng, gió xô đám vỏ ngô bay lạo xạo ngoài sân vào ngôi nhà lá bạc phết nắng mưa của mẹ con Nải. Mẹ Nải vẫn ngồi ở bậc cửa cặm cụi đang rọ tôm, những vết chân chim xô lại trên khóe mắt. Rọ tôm đang bằng lạc nứa, lạc sắt, mòn vẹt cả móng tay, bắt đầu ăn vào thịt đến tứ máu. Mẹ Nải lấy vải quấn 10 đầu ngón tay lại rồi đăng tiếp. Nải ngồi yên rất lâu, hết nhìn mẹ lại nhìn ra con đường dẫn lên đỉnh núi mù mịt. Ngày mai con lên đỉnh ép vài nha mẹ, Nải hỏi. Mẹ Nải ngừng đăng, nhìn theo những đợt gió trái mùa. Tao lo lắm. Bản mình, nhà mình cứ nghèo mãi thế, nghèo mà cứ cam chịu thì lúc nào mới hết nghèo. Tao quen rồi, không chết được đâu, tao chỉ lo cho mày, là thân gái lại nhận vòng bạc của người ta rồi. Nải lặng lẽ đứng dậy đi vào trong buồng. Lòng Nải đã quyết, ép vài tiếng địa phương có nghĩa là vại trâu, ách trâu, dãy núi cong cong như cái vại trâu lừng lững trong mây, thâm u và linh thiêng. Thời gian gần đây bỗng trở nên ồn ào, náo động bởi tiếng xe, tiếng mìn và tiếng đá lở do các doanh nghiệp đến khai thác quặng, đá quý và cả vàng. Công nhân khắp nơi và thanh niên trong bản kéo lên đỉnh núi đông lắm. Cái bản nhỏ nghèo xác xơ bỗng cự mình thay đổi nhanh chóng. Mấy con bạn thân của Nải cũng rủ nhau khăn gối lên đỉnh núi dựng láng, tối đến nổi lửa nướng ngô bán. Mới 2 tháng, khi về bản, đứa nào đứa nấy lùm lùm một túi tiền dắt ở cà phái. Nải cũng lên đỉnh ép vài bán ngô xem sao. Đỉnh núi bốn bề hun hút gió,
chỗ nãy lên ngồi bán ngô đủ các hạng người, người Nam, người Bắc, người già, người trẻ, người Kinh, người Giao, người Thái, người Tài. Đám công nhân ăn tối xong, chẳng biết làm gì ngoài việc ra ngồi ăn ngô, tán chuyện chơi. Khách đến ăn ngô của nãy rất đông, vài đêm túi tiền đã thấy cần kệt. Mấy đêm nay, có một người ăn mặc sang trọng, nói năng nhẹ nhàng, giới thiệu tên là Ben. Tối nào cũng ngồi lại sau, gọi thêm một quả ngô nữa, ăn thật chậm, chăm chú nhìn nãy. Lần nào, Ben cũng bỏ vào túi của nãy 1-200.000 đồng. Người ta có nhiều tiền, người ta cho thì mình cứ lấy, có gì đâu. Nãy đang cần tiền, nãy nghĩ. Gió lào thào luồn trong cây lá, đâu đó tiếng chim lạc bầy thẳng thốt kêu. Tự nhiên, nãy thấy nhớ Bu. Hôm đi, nãy không nói cho Bu biết, chắc giờ này Bu cũng nhớ nãy lắm. Bọn cái tôi, cái nhìn đã dọn bếp về ngủ. Ben vẫn ngồi đó, nói với nãy toàn những chuyện không đâu. Nãy cắm cúi quạt ngô, lúc ngẩng lên, bất ngờ thấy Bu đến. Mồm thở phù phù ra làn khói mờ đục. Nãy định chạy ra ôm chầm lấy Bu, thì Bu tiến lại, mắt đỏ như hòn than trong bếp lửa, nắm lấy tay nãy. Nãy, về với tôi. Sao nãy lên đây không nói cho tôi biết? Nãy lên đây để ngồi với thằng kia đến giờ này à? Anh đừng có hiểu lầm, em thấy mẹ đang rõ vất vả, với lại mình sắp cưới cũng cần tiền, em chỉ muốn... Nãy về đi, kiếm tiền không phải việc của đàn bà con gái. Vậy anh kiếm tiền thay em được không? Mỗi ngày anh đi nương để lưng cho nắng, để mặt cho đất, có làm ra 500.000 không? Nãy nhìn thẳng vào mặt Bu, nói một hồi. Bàn tay Bu từ từ tuột khỏi cổ tay của nãy. Nãy bị đồng tiền làm mờ mắt rồi. Tiền mạnh hơn tình yêu của tôi với nãy. Tôi về. Bu về, đi xuống dốc như chạy. Con dao trong tay chém li lịa vào những thân cây ngõa bên đường. Từng dòng nhựa rỉ ra đùng đục. Cũng như trái tim của Bu bị ai đó chém, máu đang rỉ ra đau buốt. Hoa mại mạ nở vàng rực cánh rừng. Nãy lùm lùm một túi tiền chất ở cà váy, băng băng xuống dốc, đi về nhà Bu. Bu không có ở nhà, nãy về nhà mình, không thấy mẹ ngồi ở bậc cửa đang rọ tôm. Nãy chạy vào nhà, mẹ già nằm co quắp, người nóng rực, hơi thở mệt nhọc. Nãy cõng mẹ chạy một mạch đến trạm xá. Không biết nghe tin ở đâu, chiều ấy Ben đến thăm mẹ nãy, cùng lúc Bu đến. Ben rút trong túi ra một tiệp tiền xanh xanh dày cộm đưa cho nãy. Bu sấn lại, hai tay lăm lăm siết chặt. Mày cất ngay mấy đồng tiền xấu xa của mày đi. Anh Bu, người ta có lòng tốt, người ta giúp mình, không giống như anh, để mẹ tôi ốm sắp chết chẳng ngó ngàng gì. Nãy đưa người ta về nhà, giờ lại còn binh người ta nữa. Nãy đã thay đổi rồi. Bu phừng phừng bỏ đi. Trong đầu bùng nhùng biết bao suy nghĩ. Nãy đã thay lòng thật ư? Tại sao? Tại người ta có tiền. Đúng rồi, giờ Bu mới hiểu cái nghèo và thất học nó nhục đến thế nào. Bu thổi sáo hay nhất bản, Bu cài nương giỏi nhất bản, sức của Bu có thể vật ngã con trâu. Tất cả điều đó giờ có nghĩ gì so với tiền của thằng Ben? Đã thế, Bu phải rửa mối nhục này. Bu không thể để mất nãy. Hôm sau Bu đi, Bu vượt sang bên kia dãy ép vậy, vì nghe nói chim can vừa nổi lên bãi đá quý, đã có vài người được tiền tỷ. Chân trèo đá, tay vén lá rừng, cứ thế ngược lên. Đến nơi, Bu ngồi thở dốc, mồ hôi vã ra ướt đầm. Bãi đá quý là một khoảng đất thoai thoải, độ 40-50 người cởi trần hì hục đào bới. Thấy Bu, họ ngừng tay, gườm gườm nhìn. Một tên đầu trọc mắt xết cao lớn, nghênh ngang đi ra từ cái láng bằng nứa được dựng tạm bợ, hất hàm. Thằng kia, mày đến xin làm việc hử? Không, tôi đến đào đá quý. Mày biết đây là đất của ai không? Đất rừng làm gì có chủ. Cái thằng nhãi ranh, nếu không làm cho tao thì biến. Tên đầu trọc bất thình lình tung một cú đá vào Bu đau điếng. Bu loạn choạng ngã thì thằng ác, người cùng bản chạy đến đỡ Bu dậy. Thôi nhận làm đi, đất ở đây có chủ hết rồi. Ác quay ra nói với tên đầu trọc. Cho nó về tớp của tôi, nó khỏe, làm được việc lắm đấy.
ác kéo Bu về láng. Cái láng trống hoác, chỉ có vài cái chăn, bộ quần áo cũ và son nồi bát đĩa chỏng chơ. Hôm sau, Bu hòa vào đám người ấy, hì hục khoét sâu vào lòng núi, soi tìm và hy vọng. Những con người ở đây kiệm lời và chịu khó đến lạ. Phải thôi, họ cũng như Bu, ai cũng đến đây bởi cuộc sống nghèo hèn, trong khi khát vọng đổi đời cứ âm ỉ cháy. Vì trên núi không có nước nên mọi người đào một cái hố rộng, trải một lượt bạc để hứng nước mưa. Đất đá đào được, mang xuống cái hố nước ấy đãi và xét kỹ. Nước sinh hoạt thiếu thốn, phải đi gùi từng can. Chiều về, ai nấy muốn tắm, phải đi xa hơn cây số. Thức ăn chỉ có rau rừng và cá khô. Đêm nằm, mọi người nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ rơm rã được một lúc rồi im bặt, nằm nghe tiếng mũi vo ve ngoài màn. Thỉnh thoảng, có những chú vắt háo đói bò theo cột láng lên hút máu. Khi thấy ngư ngứa, đưa ta xuống gãi, thì bụng vắt đã căng phòng. Ngày tiếp ngày, tẻ nhạt, mệt nhọc và chán chường. Người Bu gầy hẳn đi, da sạm lại, râu mọc tu tủa. Chẳng ai đào được đá quý, chỉ toàn sái với sỉ. Bu đi lâu thế, không biết ở nhà nãy thế nào. Bu cứ như thế này, nãy sẽ bỏ Bu, đi theo thằng bên mất thôi. Bu sẽ lu mờ dần, rồi chẳng còn ý nghĩa gì với nãy nữa. Bu uống rượu một mình, say khướt. Bu buồn, muốn quên đi hiện tại. Trước đây, bản Bu yên bình lắm, chẳng ai lo đua nhau kiếm tiền. Bu và nãy quấn quýt bên nhau. Giờ đây, khi mấy doanh nghiệp đến khai thác quặng, khi có mặt thằng Ben, cuộc sống của nãy của Bu đã đảo lộn. Bu say rượu, không đi làm. Tên đầu trọc lừa lừa nhìn Bu, giọng xin xích qua kẽ răng. Mày định nghỉ hử? Bu điên tiết quát vào mặt hắn. Tao nghĩ đấy, làm cho mày để một đời ở nơi rừng rú này à? Cái thằng này được, đây là đất của tao, không làm thì biến. Bu chỉ tay về phía bụi cây chó đẻ, mọc xơ xác cuối khoảng đất trống, là nơi đại tiện của tất cả dân đào đá quý. Thế chỗ kia có phải là đất của mày không? Thằng chó, đất của mày đấy. Bu không nói không rằng, xuống láng, cầm xẻng, đi thẳng ra phía bụi cây, hót hết lớp phân bên trên, hất xuống khe, rồi hì hục đào. Bu muốn xem đời Bu nhục đến mức nào. Cạch! Phả ơi! Một viên ruby, những cái bật lửa, nảy lên trên nền đất sét. Bu vồ lấy và chạy thẳng xuống núi. Trời chiều, gió ù ù thổi qua tay, ánh nắng ngã nghiêng trước mặt, có tiếng chân người chạy sầm sập phía sau. Bu ngoái lại, thấy ba người đang đuổi theo. Mặc dù đã lấy áo bịt mặt, nhưng Bu vẫn nhận ra tên đầu trọc bởi thân hình cao lớn. Tiếng bước chân ngày một gần, Bu bỏ viên đá quý vào mồm ngậm. Ba con dao loang loáng cùng vung lên một lúc. Bu khuỵu xuống, loáng thoáng, thấy bóng áo kiểm lâm và tiếng súng nổ chát chúa phía trước mặt rồi ngất liệm. Bu được mấy anh kiểm lâm đi tuần rừng cứu. Hơn một tháng Bu ra viện, tập tễnh về nhà bằng đôi chân thọt và một bọc tiền lớn vắt chéo trên vai. Bu không còn nghèo hèn nữa nãy ơi, Bu đã có tiền cứu nãy rồi, Bu sẽ không để nãy khổ. Bu muốn hét lên như thế trên đường về nhà. Qua nhà nãy, mẹ nãy già quá nhanh, héo hắt ngồi ở bậc cửa đang rọ tôm. Ánh mắt dõi về phía dãy núi ép vài, mịt mù mây trắng. Em ơi, nãy đâu? Hay vẫn trên đỉnh ép vài? Mẹ nãy nhìn Bu, im lặng hồi lâu, hai giọt nước đùng đục tràn ra trên khóe mắt nhăn nheo. Nãy theo thằng Ben đi rồi, tha lỗi cho mẹ con em, Bu ơi. Nãy nỡ bỏ em, bỏ con mà đi sao? Nãy đi lâu chưa hở em? Thằng Ben ở đâu? Em cũng không biết nữa, chúng nó chỉ loáng qua nhà rồi đi luôn, đi sáng hôm qua. Còn phải đi tìm nãy. Bu tập tễnh bước ra đường, nhằm hướng núi ép vài. Tại Bu lăm lăm con dao sáng quắc. Tại sao? Vì ai mà Bu thành ra như thế? Nãy ở đâu? Ben ở đâu? Không biết, Bu cứ đi. Mặt trời gần xuống núi, Bu đến đỉnh ép vài. Gió vẫn thông thốc thổi, từng mảng mây đen kéo về như những bóng ma kỳ dị. Bu ngồi bệt xuống đường, nuốt cục đắng nghẹn lên trong cổ họng. Có tiếng khóc đâu đó rất gần,
Bu đi lên, thấy một người con gái đầu tóc rủ rượi đang ngồi khóc cùng nắm lá ngón cầm trên tay. Bu bước lại gần. Là nãy, Phả ơi, người đã phản bội Bu. Tại sao lại thế? Thằng Ben đâu rồi? Nãy sững lại, tiếng khóc im bặt, một lúc lại nức lên. Em có lỗi với anh, em bị thằng Ben lợi dụng rồi lừa bán sang biên giới. Cũng may em trốn về được. Em không còn mặt mũi nào gặp anh, không còn mặt mũi nào về nhà nữa. Anh giết em đi. Nãy ngẩng mặt, ngồi thẳng chờ đợi. Cái bụng nổi lên lùm lùm sau lớp áo. Con dao trong tay Bu rơi xuống đất. Cả người Bu cũng khuỵu xuống. Em xin anh đấy, em phải chết, em đáng phải chết. Nãy bỏ cả nắm lá ngón vào trong mồm, Bu dặn lại. Còn con của nãy, còn êm, còn Bu, nãy tính thế nào? Hai người gục vào nhau, bóng đổ dài xuống dốc. Gió ở đâu đó cứ ùa về trên đỉnh ép vài, cuộn theo những mây là mây mù mịt. Bu đưa tay kéo nãy dậy. Hai người liêu xiêu dắt díu nhau xuống núi trong chiều thông thốc gió.